Bữa chay đến chúng khi ăn nên duy trì thể nghiệm, để ý cái thức ăn và thân thân bao quanh và đừng để tâm suy nghĩ vẩn vơ về chuyện quá khứ hay tương lai. Ăn nên sinh nào để có hạnh phúc an lạc ngay trong giây phút hiện tại. Đại chúng khi nghe tiếng chuông xin nhất tâm thực tập văn quán. Thức ăn này là thành phẩm của đất, trời, của muôn loài và công phu lao tác. Xin nguyện ăn trong chánh niệm và với lòng biết ơn để xứng đáng thọ nhận thức ăn này. Khi ăn, xin nhớ nhận diện và chuyển hóa những tâm hành xấu, nhất là tập ăn uống chưa có chừng mực. Xin nguyện ăn với tình thương lớn để giảm thiểu khổ đau của muôn loài, bảo hộ được trái đất và chấm dứt những nguyên nhân gây biến đổi khí hậu bất thường. Vì muốn xây dựng tăng thân, nuôi dưỡng tình huynh đệ và thực hiện con đường hiểu và thương, nên chúng con xin thọ nhận thức ăn này. This food is a gift of the earth, the sky, numerous living beings and much hard and loving work. May we eat with mindfulness and gratitude so as to be worthy to receive this food. May we recognize and transform unwholesome mental formations, especially our greed, and learn to eat with moderation. May we keep our compassion alive by eating in such a way that reduces the suffering of living beings, stops contributing to climate change, and heals and preserves our precious planet. We accept this food so that we may nurture our brotherhood and sisterhood, build our Sangha, and nourish our ideal of serving all living beings. Đang làm đến thì chân trời hải thượng pháp danh tâm nhất nguyện thế danh Vũ Xuân Thành, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1990, mất ngày 15 tháng 10 năm 1923, hưởng dư 33 tuổi.
Thầy xuất gia vào thời sơ kinh ngày 18 tháng 12 năm 2014 trong gia đình cây sồi đỏ. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2019 tại tu viện Vườn Ươm, Thái Lan. Trong đại diện đàn, bây giờ ở đây. Thầy từng tu tập tại Tàng Mai, Thái Lan được 6 năm và chuyển trung tâm sang Đức được 3 năm. Trước khi đi tu, thầy đã tốt nghiệp đại học y ở Hà Nội và sau này vào chi bệnh để giúp chăm sóc sức khỏe cho đại chúng. Thầy đã hoàn thành xong việc từ điển Hán Việt có nội dung Phật học hơn 1.500 trang với ước mong bắt một nhịp cầu để được xuất sĩ và nghiên cứu kinh điển bằng chữ Hán. Cũng xin đại chúng gửi hạt lượng cầu siêu cho sư cô Phước Nghiêm, thế đại toàn thị Thủy Trang, pháp danh thị nữ Phước Nghiêm, sinh năm 1944-1978, tức ngày 27 tháng 8 năm Quý Mão, tức là ngày 11 tháng 10 năm 2023, chủ thế 46 tuổi. Xin đại chúng gửi hạt lượng bình an, cầu an đến. Mình đã được thương đến Phật tử Chắc Sơn Pha, sinh ngày 26 tháng 2 năm 2015, hiện đang bệnh nặng, đang điều trị ở Florida. Con thành tín Hương Hồ. Kính xin đại chúng từ bi gửi năng lượng bình an đến cho mẹ của con hiện đang rất yếu và nhập viện tại Bệnh viện Trung ương Huế. Mẹ con tên là Phạm Thị Hoa, con thành tâm Nguyên Hương, sinh năm 1945. Con thành kính tri ân đại chúng kính, con dân hạnh niệm. Cũng xin đại chúng gửi năng lượng cầu an đến cho mẹ của con Lê Nguyễn Thị Phước, pháp danh Đồng Tài, hôm nay con kỷ niệm 10 năm mẹ của con, 2 tháng 9 năm liền. Con thành kính tri ân quý thầy cô của đại chúng con trước nghiêm.